Ui, mà hàng màu đúng không? Ui. Lên theo màu hấp dẫn thiệt luôn á. Ui, và rực lên quá hồng luôn. Hiệp mấy chào cả nhà mình nha. Rồi cả nhà ơi, cách đây chừng 3 hôm á thì Hiệp có ghé vào cái đoạn mương đây. Thì nước nó vẫn còn khô lắm cả nhà. Thì hôm nay Hiệp có vào thì đã có nước rồi này cả nhà ơi. Tính ra cái đoạn mương này nước về chậm ghê nha. Mấy chỗ khác thì cũng đã xả ruộng rồi, nước cũng về lâu rồi. Ở đây nước nó cũng mới vừa về thôi. Thì hôm nay Hiệp ghé vô đây tìm hai Hiệp câu. Ở đây thì lai rai cũng có lươn khủng cả nhà. Điểm này thì cũng lâu năm lắm rồi. Đây vừa rồi người dân là thả dịch này, dịch nó hoại, bây giờ đục bình nó cũng nát hết rồi cả nhà. Không biết nước mới mới đây có lươn nhiều chưa đang biết nữa. Nước mới quá thì cũng khó cả nhà. Nói chung là cái điểm mà nó nhiều lươn á thì lươn nó vào hang liền. Cũng hy vọng hôm nay nhiều lươn kéo cho cả nhà mình cùng xem. Tình hình thì buổi sáng mà nắng lắm cả nhà ơi. Nắng nóng kinh luôn. Bắt đầu vào mùa hè rồi nắng nóng đi ngoài trời đuối, tranh thủ đi buổi sáng cả nhà. Chừng 4-5 tiếng là ngắt ngay rồi. Rồi bây giờ thì bắt đầu nha. Hy vọng hôm nay có nhiều lươn kéo cho cả nhà mình cùng xem. Rồi dưới đây nó có cái hang này. Hàng to lắm cả nhà ơi. Mấy cái hàng này dễ lươn khổng lồ quá nha. Mê mấy cái hàng chưa? Khủng khiếp cả nhà ơi. Mấy cái hàng cả ưng lạnh luôn đó nha. Nước trong khe chưa? Rồi đi em xài thử nha. Mấy cái hàng nhìn mê thiệt luôn á. Nước có trong đúng không? Ui, thầy có động tĩnh này, định nói luôn, nó đớp luôn rồi cả nhà. Màu lớn này mới nữa. Ui, ui, trong, trong, trong. Trong cả nhà, nó ngầm xé một bên. Con này trong. Này lấy nè, ui, ngon ghê cả nhà ơi, nè, nè. Mùi bà lớn này quá ngon rồi. Ui, mà hang màu đúng không? Ui. Lên theo màu hấp dẫn thiệt luôn á. Ui, và rực lên quá hồng luôn. Ui, này ngậm xéo một bên cả nhà ơi. Này ngậm xéo với tôi. Ừ, đang đẹp trai. Ngon chưa cả nhà? Cái này là quá ngon rồi. Thấy chưa? Đang mép trành. Ngậm xéo một bay miết. Quá đã cả nhà ơi, lươn cái này xinh đẹp ghê luôn. Ui, nó rượt theo màu nhìn hấp dẫn thiệt luôn. Lươn hang không lùa mà lươn không. Bánh lớn là cũng quá đã rồi. Quá đã rồi cả nhà ơi. Lươn con này dài thòn, dài ghê luôn. Ừ. Quá cỏ quá đồ. Đó. Con này dài ghê cả nhà. Phát mơ hàng đầu tiên là thấy êm rồi. 2,5 lần khỏe cả nhà. Con này 2,5 lần khỏe luôn, dài thon mà. Dài ghê chưa. Lươn cái này ngon quá cả nhà. Mấy đường hang dài mà lươn mới lớn rồi. Rồi, để Hiệp cho nó vào túi, nhúng cái bào tí nước, bào khô cả nhà. Nhúng bào nước á, làm phát ma hàng vậy là êm lắm rồi. Rồi, để Hiệp tiếp tục tìm hang nha. Nước mới mới đây ngon cả nhà. Rồi, dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Hang này to lắm nha. Nhìn cái đường hang đã lắm cả nhà ơi. Hang này dễ đụng hàng khủng lắm. Rồi để em cào thứ nha, hy vọng làm em to to kéo cho nó đã nha.
Làm đây là to nha. Ui giống An hả ta? An cả nha, An này. Nó thấy nó quẩn cái nước một cái mà. Ui thả rồi. Ui thả chụp lại cả nhà. Đang có một xíu thôi. Con này to ngon cả nhà ơi. Ui con này to ngon. Bỏ đi vô nó dễ rượt quá. Con này dễ rượt lắm cả nhà. Mấy con đào nhỏ này nó rượt liền thôi. Lũ vô trong đống cỏ liền cả nhà ơi. Để ngoài là nó rượt bay ra ngoài liền thôi. Rồi on to. Ở ngoài là nó rượt liền. Nó rượt một cái là nó rớt luôn xuống nước. Rồi xong luôn mất lưu luôn. Thì thấy nó quậy người định nói rồi. Mà Hiệp nghĩ chắc ở ngoài nó trào nước. Phát sau nó đắm có một xíu mất trần thôi cả nhà. Cần chút chung mất trần thôi. May là con này nó không có thế, nó tì xuống, nó có thế tì là rớt liền thôi. Đã. Đụng lưng cái này kéo là hấp dẫn nè cả nhà. Ngon, con này to hơn con mới nãy ta. To hơn con mới nãy cả nhà ơi. Khô vậy đâu kìa, lưng con nào cũng nãy cũng tráp trú hết cả nhà ơi. To hơn con mới nãy chứ. Quá đã. Hiệp đưa Hiệp bay. Hiệp đặt Hiệp phóng vô trong này liền. Phóng vô trong thâu là ở ngoài đây là nó rượt cái là mất lương liền. Đó, nén lắm cả nhà. Để cái dù che với cái bóng lại mới thấy được. Quay cho cả nhà xem nó mới rõ được. Quá đã. Rồi, đi cho nó vào túi để nè. Xuống đây nó lũ mắt nữa. Rồi, đi cho nó vào túi nha. Thường cái này có kéo là vài ba con. Nghĩa là có ký liền nè cả nhà. Rồi đi cho nó vào túi đã. Rồi dưới đây nó có cái hang nữa nè. Cái hang này có con lươn cả nhà. Hiệp mới vừa lội tới cái nó ụp cái nước xuống cái thiệt mạnh. Hang này to lắm mà không biết là có con lươn màu lớn nè. Nó hụt cái nước xuống cái nha. Hấp dẫn luôn á. Rồi đi xe thử nha. Có con lươn mà không biết là bao lớn nè cả nhà ơi. Hàng to nãy nó ụp một cái mạnh lắm. Làm nó im mà làm sao lạ nghe. Có đồng tính này cả nhà. Đó trào nước rồi. Ôi, đớp liền. Bảo lớn này mới nè. Ui, trọng cái nhà ơi. Trọng ngon thôi, chứ không khủng. Cái này là quá đã rồi. Cái này là quá ngon rồi cả nhà ơi. Wow, lưng hôm nay đều lưng ngon không cả nhà. Điều lưng ngon không? Ba con mà con nào cũng điều như vậy. Đã ghê luôn. Chưởng. Thấy nó ọc xuống một cái là hấp dẫn rồi mà. Lưng không khủng, to thôi chứ không khủng cả nhà. Cái này là quá ngon rồi. Cái này mà có kéo là cảm giác là sướng rồi. Được, lưng điều không? Hai lần rưỡi cỡ tầm đó không á cả nhà. Tầm 2,5 lần một con không á. Lương xinh, lương ngon không cả nhà. Lương cái này là quá ngon, lương cái này là ăn là ngon rồi cả nhà. Vừa cái này là ngon, nhỏ quá cũng không ngon mà lớn quá cũng không ngon. Lớn thì mình nướng mình đồ thì nó ngon, nướng hấp thì nó ngon. Còn cái này thì nấu cháo với là xào xà ớt là đúng bài luôn. Hoặc là nấu lẩu là đúng ngon. Đã. Nén quá cả nhà ơi, trời nén gì mà nén khinh, nén điên luôn mà. Rồi, tiếp cho nó vào túi nha. Ráng ráng kiếm thêm nữa cả nhà ơi. Kiếm thêm vài bà con nữa. Rồi, tiếp cho nó vào túi đã.
Rồi hôm nay thì cũng chỉ được 3 con thôi cả nhà. Hôm nay thì được 3 con thì cũng to. 3 con to chứ không có lươn khủng cả nhà. Lươn hôm nay lươn ngon không nha. Lươn hai lạng, hơn 2 lạng một con không cả nhà ơi. Lươn ngon không, được 3 con. Thì đi sáng giờ đuối luôn cả nhà. Mà cũng nhiều hang lắm nhưng mà nó lại không có lươn cả nhà. Chung mà nước nó cũng mới quá nên cũng chưa có lươn. Được 3 con này là cũng ngon lắm rồi. 3 con đều đều với nhau cả nhà. Như con này to nhất này, con này to hơn này. Mà con này không được vàng. Đi sáng giờ đuối luôn cả nhà ơi. Bây giờ trời chuyển rồi. Chuyển nó hầm. Không có xí gió luôn. Thôi thì anh em với cả nhà mình quan tâm lưỡi câu lươn bên Hiệp thì liên hệ Zalo trực tiếp với Hiệp nha. Mẫu lưỡi của Hiệp thì mẫu lưỡi mông rồng. Nó có 3 size. Lưỡi nhỏ, lưỡi trung và lưỡi đại nha. Thì đi cao thì đem một cái đại với một cái trung này cả nhà. Đó, thì thép tráng không rỉ, dài tóm sản, anh em mua về để xách ra đi cao thôi. Rồi kết quả hôm nay thì ba con này thì kéo là cũng cảm giác phê rồi cả nhà. Toàn là mấy cái hang không khủng không. Mà lươn mới lớn. Lươn 2 lần rưỡi, cả tầm 2 lần rưỡi, hơn 2 lần rưỡi một con. Rồi đến đây thì cũng cảm ơn cả nhà nha. Thì đến đây thì cũng kết thúc video. Hẹn cả nhà ở video câu lươn tiếp theo nha.